Để đảm bảo cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động ổn định, Vĩnh Phúc đã ban hành một quyết định vô cùng quyết đoán, mang lại thế chủ động trong cuộc chiến chống COVID-19. Việc làm này được đánh giá là thực sự cấp bách trong điều kiện trên địa bàn tỉnh đang có dịch. Và nếu để dịch bệnh xâm lấn vào khu công nghiệp, sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề cho cả ba bên, doanh nghiệp, người lao động và cả tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tạm dừng tất cả các khu công nghiệp không cần thiết, tập trung cao độ cho chống dịch và bảo vệ người dân. Tất cả vì sức khỏe của chính mạng của người dân, tập trung dồn sức để cho công việc thực hiện chống dịch có hiệu quả. Mục tiêu như Thủ tướng Chính phủ đã nói, bảo vệ an toàn cho người dân phải được đặt lên trên hết. Trong thời gian qua, chúng tôi cảm ơn Vĩnh Phúc đã luôn hỗ trợ chúng tôi. Do dịch COVID-19 đang có nguy cơ lan rộng, chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm 100% cán bộ nhân viên của công ty Camis. Đây là chủ trương đúng đắn của tỉnh Vĩnh Phúc và là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm đẩy lùi COVID-19 để doanh nghiệp sớm hoạt động ổn định. Mặc dù trong thời kỳ kinh tế này rất là khó khăn, công ty nào cũng khó khăn cả, thì tài chính là tương đối eo hẹp. Nhưng mà chúng tôi thì cũng đồng hành với cả tỉnh, đồng thuận với tỉnh để cố gắng và bỏ ra số tiền để 100% để xét nghiệm cho toàn bộ công nhân viên của công ty. Hôm nay chúng tôi được lấy mẫu xét nghiệm theo sự chỉ đạo của tỉnh và ban chấp hành công ty. Thì bản thân tôi cùng các cán bộ công nhân viên công ty cảm thấy rất là phấn khởi và yên tâm trong quá trình công tác. Tỉnh Vĩnh Phúc bây giờ đã có Covid nên chúng tôi là công nhân chúng tôi rất là lo lắng ạ. Nhưng mà cũng đã rất may bây giờ đã có các doanh nghiệp đã hỗ trợ, đã xét nghiệm Covid cho chúng tôi cũng thấy cảm thấy rất yên tâm ạ. Tính đến ngày 20 tháng 5, mọi công việc đã hoàn tất. Toàn bộ trên 95.000 người lao động đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid. Một khối lượng công việc khổng lồ đã xong chỉ trong vài ngày. Vĩnh Phúc đã giành thế chủ động, thắt chặt vòng vây đánh chặn Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, với phương châm ai có gì góp nấy, rất nhiều cá nhân đơn vị đã có những cách làm riêng, mong muốn góp một phần chung tay góp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chị Đỗ Thị Tuyết ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường thấu hiểu những khó khăn vất vả của những người chiến sĩ quân đội, công an và các y bác sĩ đang gồng mình chiến đấu với giặc COVID-19. Chị đã huy động các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Phúc của mình nấu những suất cơm, trao tặng thiết bị vật tư y tế gửi đến những cán bộ trực tiếp tham gia chống dịch và toàn thể người dân đang trong khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp được cùng với lãnh đạo đi tặng quà và động viên tinh thần các chốt phòng chống dịch bệnh COVID, tôi mới thật sự cảm nhận sâu sắc sự hy sinh thầm lặng, vất vả, thiếu thốn của đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng như quốc gia Việt Nam. Cho phép tôi được gửi lời tri ân sâu sắc nhất, lời cảm ơn và lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các đồng chí, những chiến sĩ áo trắng đã quên mình vì nhân dân, đã hy sinh vì Tổ quốc trong những tháng ngày phòng chống Covid hết sức là gian nan. Mới đây nhất, câu chuyện đập lợn để góp tiền chống dịch của hai chị em Đào Phương Huyền và Đào Tiến Bảo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên cũng là một trong những hành động đẹp. Toàn bộ số tiền các em ủng hộ là tiền tiết kiệm trong dịp Tết và tiền được người thân khen thưởng vì đã có thành tích tốt trong học tập. Trong thời gian đang được nghỉ học, nghe thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng nói về việc phòng chống dịch còn nhiều khó khăn, nên các em đã quyết định ủng hộ toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Đây không chỉ là ý tưởng của riêng con mà còn là của mẹ con và toàn gia đình con. Mẹ con là một tình nguyện viên rất là hay đi giúp đỡ mọi người, vì vậy nên là cả gia đình rất là ủng hộ điều này. Gia đình con muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào cái công cuộc chống dịch của toàn bộ dân tộc ta và mong muốn là tất cả mọi người sẽ vượt qua được cái đại dịch này. Con thấy chị con cũng có thích đi tập lợn làm từ thiện thì con cũng làm theo. Và con cũng muốn mọi người chung sức để kiểu như chung sức
làm cho bệnh dịch hết rồi ạ. Chung sức, đồng lòng san sẻ nỗi lo cùng các cấp chính quyền bằng hành động, việc làm ý nghĩa trên đã thể hiện trách nhiệm của các cá nhân, tập thể, cộng đồng trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh. Những tấm lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái sẽ tiếp tục được lan tỏa để tiếp thêm động lực cho đội ngũ, những người đang ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch, những người đang ở các khu cách ly có thêm niềm tin chiến thắng đại dịch COVID-19. Mục vấn đề hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.